Sợ nó rớt xuống lại nữa. Qua cái muỗng to bự chữ rồi cho ba đó. Hả? Thử không? Có. Rồi. Mày luôn trước luôn. Thì thử phải thử trước chứ. Cái này em thích vị này hơn. Mà so gì cũng so nữa, cái này 100.000 lận chị. Chơi đây bà mình đề cao cao hơn đi. Mình thích hơn thôi. Lươn lẹo. Giờ mời em thực phẩm nữa nè, 100.000 nữa nè. Cái này là uống sao tập nha. Một loại rồ tim rất là xịn sò. Nice. Đó là hàng độc quyền của công ty anh phân phối luôn đó. Rất con tiếp nha. Nó là MRE, đọc là MRE. Đó. Real Whole Foods. Tức là đây uống sao tập protein. Uống sao tập. Là tập xong uống cái này. Ừ. Thử thì bảo đảm ngon luôn. Ngon đứa này chưa gặp. Anh uống hết trơn rồi đó, còn có bình anh chưa em á. Bình duy nhất ở Việt Nam giờ luôn, hết rồi. Hết rồi, còn bình thôi đó. Ngọt quá. Đương nhiên. Đó. Bình luôn. Ok chưa? Là bữa ăn thay thế. Đây. Nó gồm có nhiều loại protein trong đây. Nó có protein của thịt nữa. Wow. Là cái hàng đặc biệt. Nó bổ trợ cái gì anh? Nó cung cấp protein và dưỡng chất để cho sau khi em tập xong á là cơ bắp của em nó cần cái sự phục hồi, mà muốn phục hồi nó phải có dinh dưỡng. À. Dinh dưỡng phải là cái này chứ phải là cơm nha. À. Nó không phải nước đường nha. Không phải trà sữa nha. Ừ. Hết thì phải làm sao? Mua thôi em. Hàng cực phẩm á, rồi giờ chỉ còn cái vỏ thôi. Đổ vỏ đi em. Rồi bây giờ đây là cái món quà. Đây là cái món quà mà Labrada tặng cho anh. Labrada thích anh lắm. Ừ. Anh với Labrada cũng hay mà bánh cục chì mà ném đi mà cục đất ném lại á. Ủa phải không ta? Nói chung câu thành ngữ đó nó vậy đó. Cứ nó thích anh là nó tặng anh. Anh cũng tặng nó rồi. Hỏi nó xem nó thích em không? Không biết nữa. Các em phải gu nó đâu. Đây đây là quà tặng. Hãng Labrada bây giờ phát triển thêm một cái dòng quay quay Isolax. Có tên là Hai Pro Pro, loại mới. Labrada có một con tên là Hunter Labrada. Thì ông này giống gì đứa con không á. Ông chế ra một dòng sản phẩm mới. Một dòng sản phẩm là gồm có nhiều loại sản phẩm. Trong đây á nó là protein của cái loại đó. Nó có tên là Pro Seri. Nó có Pro BCA, nó có Pro Phi Hoa Cao nữa. Thì ngày hôm nay sau tập không á thì anh sẽ uống protein tiếp. Ừ. Lúc mà cơ thể chúng ta này nó đang gọi là nó xịn sò, nó ngon lành như vậy nè. Dạ. Tập mà nó nhức nó mỏi nó mệt á. Ừ. Là uống protein vô để cho phục hồi. Ừ. Đây là cái dạng cực phẩm, tức là dòng hydro, tức là hydrolyze. Đó, nó được là gì? 100% whey. Hydrolyze whey protein isolate. Tức là cái loại tinh khiết nhất của whey á. Hôm nay mà như mơ ai cũng biết. Thành phần này thì cũng các bạn ai cũng biết rồi, một muỗng nó được 30g protein. Thì hồi nãy anh đã uống với em mà cái này là 40g protein nha các bạn. 40g. Cái này 40g em uống nhiêu ạ? Em uống nhiều không? Em uống nửa đi. Em uống nửa là em uống 20g, anh uống 20g. Rồi. Mà với một cái cơ thể em có body đẹp trai như anh mà cơ bắp nó ngon lành như anh đó thì 20g protein nó sẽ không đủ. Là phải bao nhiêu? Của em thì 25g protein đủ, còn anh thì phải 50g. Ôi trời ơi. Do đó ở bên này nó là 30g cộng với bên này 20g ra 50g. Thì bây giờ anh sẽ uống một muỗng quay nữa kết hợp với cái này. Ừ. Đó là kinh nghiệm uống sau tập nha các bạn. Okay. Đây thì giờ không phải là quảng cáo nha bạn, không nhớ là quà tặng. Chứ chưa có bán mà mua cũng có đâu. Ý là anh tặng em hả? Không, nó tặng cho anh mà. À. Tặng cho anh chứ. Anh tặng cho em, anh sẽ tặng cho em những cái bữa ăn thay thế liên bộ điện hơn. Ừ. Đó, anh tặng là tại hàng sang chảnh không à. Dạ. Chứ không phải vì một cái món quà tặng cho em rồi em anh tặng những món đồ vớ va vớ vẩn thì người ta sẽ đánh giá anh là cái mức độ chịu chơi. Bây giờ đối với em này màu gì? Màu nâu, màu trắng, màu nâu, màu trắng, màu hồng với màu đen. Ý là anh bấm sao? Bột màu gì? À, bột trong này hả? Uh-huh. Màu trắng đó. Trắng thôi. Màu nâu là đúng á. Yes. Hả? Màu nâu là đúng á, tại vì em nhìn nè cái vị này bị chocolate. Vì chocolate nó vị nó màu nâu nên nó sẽ đúng là màu nâu. Cái nguồn cái nguồn protein bên này rất tốt nha các bạn. Nên cái dòng rồ của Labrada là cái dòng mới. Thì ông tặng cho một con mà. Con ông chụp hình chung với anh, nó bự như gấu vậy đó. Ừ. Đó. Nên chuyến sau đi Mỹ anh vẫn thăm cụ này. Nói chung ông cụ này đối với anh nó có cái tình cảm mà anh nãy ông trong cái vấn đề mà cách chơi, cách sống này nọ kia. Đó. Nói chung là sống là coi là cái gì cơ. Trả ơn trả nghĩa gì cả, nhưng mà mình thích một con người đó thì mình nên nhiệt tâm với người ta thôi. Không màu đâu rồi ha. Đó là từng mưa của anh đó. Đúng rồi, chính xác.
cuộc sống của anh ở ngoài xã hội đẳng cấp mà anh quen toàn là CEO này nọ, mối quan hệ của anh nó vậy thôi chứ. Còn trên mạng thì mình không kiểm soát được. Ủa cái muỗng. À thấy rồi. Hơn. Giấu kỹ quá. Mà sợ nó rớt trong lại nữa. Qua cái muỗng to bự chữ rồi cho ba đó. Hả? Bỏ xuống cầm bên kia. Thì nè anh nhìn cái serving nè. Ở đây nó có cái serving size. Cái serving size nó 39g luôn. 39g cho ra 1 muỗng đúng không? 39g cho ra 30g protein. Nếu mà các bạn mà so sánh về cái chất lượng protein á thì các bạn đừng có đem cái ratio ra. Không, cái ratio nó chưa thích hợp cho dòng protein giá rẻ. Còn bây giờ á, nói gì protein nó ma mị lắm các bạn. Cái ratio nó không tốt, chưa chắc cái protein nó không tốt. Đó, mình phải coi đó là cái nguồn nào. Nên á, chúng ta tham khảo về protein á, đầu tiên mình nhìn nè. Nó là hàng Club Radar. Thì bạn phải coi cái hàng Club Radar này nó là sản phẩm nó dành cho phân khúc nào. Em hiểu ý anh nói không? Giống như bây giờ Mạc với Lexus với VinFast với Kia Morning, đúng không? Thì mà mình phải coi cái thương hiệu đó đó nó cho ra cái dòng gì. Thì bây giờ các bạn phải định hình Club Radar này, nó cho ra dòng gì. Mà nó là dòng Pro Series của Club Radar nữa. Từ đây mình chiếu xuống, xong mình coi cái nguồn sản phẩm này, cái nguồn protein nó là nguồn gì. Mình đọc cái gọi là cái triết lý của cái dòng Pro á thì mình sẽ hiểu hơn nha các bạn. Nè, các dân chơi. Thơm nha. Thơm không? Thơm. Rồi. Thơm như là bánh. Mình mới nói gì bạn, cái muỗng này là cái gì, serving size này, serving size mắc gì ở đây không? Tức là trong quá trình vận chuyển là khi mà cái muỗng nó bỏ vô cái hộp á, nó bỏ bằng máy nha bạn, phải bằng cầm tay bỏ vô nha. Cái dây chuyền sức nó bỏ bằng máy. Tức là cái đóng hộp tất cả tự động hết. Xong rồi nó phải test 4-5 vòng gì ông nhà máy nó nữa. Cái hộp này nó là trong quá trình mà cái muỗng cái này nó lăn lộn giang hồ á, là cái muỗng này nó sinh ra nó múc bột sẵn luôn rồi đó. Chứ không phải bột mắc cái Việt Nam nha. Đúng rồi anh em ạ. Đây là để dành cho nó đó. Sao nó đổ quá. What the okay. Thử không? Có. Rồi. Mời luôn trước luôn. Thì thử phải thử trước chứ. Nice. Cái này em thích vị này hơn, thích cái này hơn. Mà so gì cũng so nữa, cái này 100.000 lận chị. Mấy cái loại mà nó RTD là cao cấp rồi. Không phải so, chỉ là nói là mình thích hơn thôi. Đương nhiên cái vị nó ok phần hơn chứ. Mình thích hơn thôi chứ không thể so sánh được cái nào nó tốt, cái nào nó ok cũng. Cái này là anh Phan có mít mùi rồi. Hồi nãy trong đây của anh còn dư miếng EA, miếng EA. Trời, hình là sắp mưa rồi. Ok, kết thúc buổi ghi hình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn trong đó, các ekip của chương trình và các bạn mua đồ ở đây. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.